Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Hôm nay con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ thần tài nha cô chú anh chị mình, ghép trên nền sứ là Somalen nha cô chú anh chị mình. Somalen, cây này hiện tại đang nằm trong chậu C12 mà nó méo chậu luôn nha cô chú anh chị mình. Đó, cây này về mình sang qua chậu sành mà chậu 50 được nha cô chú anh chị mình nha. Cái hoành 50 á, tại vì cái này nó méo chậu hết trơn rồi. Giờ cô chú về mình sang qua một con ha. Mình sang qua chậu sành 50 nó rất là đẹp nha. Cái chậu kiểu gì mà cái bề miệng chậu hoành 50 nha. Đó, cây này có 8 nhánh nha cô chú anh chị mình. Đó, con ghép có 8 nhánh nha. Cây này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 300.000. Cây đang nằm trong chậu C12 nha. Nằm trong chậu C12. Đó, cái tàn nó sum xê hết cô chú anh chị mình. Đó, cây này có 8 nhánh, nằm chậu C12. Củ rất là to luôn nha cô chú anh chị mình, méo chậu hết trơn rồi. Đó, cây này ghép trên nền sứ là Somalen nó, bởi vì nó cái củ của nó rất là khỏe nha cô chú anh chị mình. Nó lớn tới nỗi mà nó găng cái củ luôn nè. Đó. Dạ. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668, cũng là số Zalo của con nha cô chú anh chị mình. Dạ, con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo.